Lên hàng anh em ơi. Hôm nay trời mưa nhưng mà mình với Frankie ngồi canh măng canh chua nãy giờ được con, Frankie được con to anh em. Cáp mè. Nãy tôi tưởng mất gốc không anh em. Tự nhiên thấy giật lên cứ ngắt ai mình, vậy. Mình xài cây cần máy á, mình xài 4 lưỡi luôn, câu dính con cá nhỏ xíu. Chỗ đó, okay. Chỗ đó cái ổ đúng không? Hay nữa câu tiếp chỗ đó nghe anh em. Trong đó. Thôi mà anh em ơi lưu ý trời sắp mưa rồi xíu mấy mình câu xong mấy mình đi vô. Nói chung là hôm nay là thời tiết không tốt. Frankie xài cần tay, mình xài cần ấy. Hàng BD. Anh đi coi gỡ cho. Bên kia sẽ tiếp tục đánh ấy anh em. Bên kia trời thì cũng khá là đen rồi. Mình sẽ đánh vô cái trong bụi này. Dạ, hơi bị trơn trượt nha anh em. Mình đánh cây cần ơi da địt. Còn mà. Trời ơi, anh em cho đại gớm cần á. Gió tới rồi anh em ơi. Mình đánh cây cần máy ha. Đánh cần máy thôi. Cần hẳn bay cái điện thoại dưới là mình nghỉ YouTube luôn á. Đây bây giờ mình thả câu nha. Mình với Phan Kỳ câu nha anh em. Phan Kỳ cũng có cái phao màu xanh, mình cái phao màu đỏ á. Nãy nó lôi khá là mạnh luôn. Nên mình với Phan Kỳ chơi. Đóng đóng tụi này liền. Ê, nhấp kìa. Chỗ đó có. Nhấp kìa. Được rồi, ổn á. Hôm nay thời tiết hơi bị xấu nha các bạn. Lôi kìa. Ô Học rồi. Hồi nãy lòi quên đóng. Câu đi, chỗ này có hai thằng giang khe luôn anh em. Mưa rất to và mặt anh em Phan Kỳ đang bị biến sắc nha anh em. Hôm nay được có hai con à. Mình câu ở sông nha anh em. Biển rộng trời cao tăm tối. Bởi em đi. Nãy giờ lo nhìn trời nhìn. Ok. Từ. Lại lôi hàng. Kéo. Lên hàng anh em nha. Lên hàng. Lên hàng. Yeah, con này cũng to phết á. Lên hàng anh em ơi. Cho tới, bảo tới. Lên hàng. Má anh niên bỏ của chạy lấy người kìa.
Thôi anh em ơi, tôi với Phan Kỳ sẽ chiến tiếp nha anh em. Ngày sau cho anh bể cái chỗ đó thôi. À sợ bể cho chỗ đó thôi chứ không gì chứ. Nãy giờ tụi mình giật hy vọng là nó không bể anh em. Bể là tụi mình buồn luôn. Đó, nãy mình bể cá hết lần rồi. Tự nhiên giật lên cái nó dồn nguyên. Hôm qua mình với Phan Kỳ câu không dính mất gốc. Mình phi xong luôn. Đánh cái cây cần này là gì? Bachero, hàng tàu anh em. Không hàng tàu nè. Hàng tàu không, anh em chơi cần tay hàng tàu không. Ước nhẹp nha anh em. Chợt cái tự nhiên thấy cái đêm tiêu. Đánh nha anh em. Đang thả câu nha anh em. Mình vừa mới giật hột một con á. Đang ăn mình sẽ đánh cho anh em, đóng cho anh em coi. Ở đây anh em ơi. Hả? Hột không ai vậy? Còn cá ở đây, còn cá. Mưa. Mưa đâu mà mưa, lâm găm lâm găm lâm găm. Nhầm mé gì? Không được, không có coi được cảnh đóng đâu anh em ạ. Sợ đóng cái gớt đi hồi dữ luôn. Chết nữa. Không. Lên hàng, lên hàng, lên hàng anh em ơi. Còn Hugo thôi. Hugo không à. Bên tôi nãy giờ chưa lên hàng. Gớt, gớt mất tiêu. Nãy mới hụt con kìa anh em. Phân lên hàng anh em. Phân lên hàng thêm lần nữa rồi. Con nhỏ quá à. Nhỏ lắm nữa, miếng không có cá to mình thả. Được 4 con nha anh em. Nhỏ nhỏ không à. Ăn mà. Thả nha. Để tội à. Để đi hồi thả. Cái nhỏ không anh em. Nên là hôm nay mình quyết định thả nha anh em. Đây, này là mình với thằng da đen. Gì da đen mến? Câu thằng Miên, câu dính. Ơi nó chuyện dính 4 con. Rồi. Lát nữa tụi mình sẽ thả nó nha anh em. Ok. Nè câu tới đây thôi, tại mưa to quá.